Nghề y luôn cao quý, người bác sĩ luôn phải có tinh thần thép, sự quyết đoán và chuyên môn cao mới cứu chữa được những bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh. Như trường hợp sau đây, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán bị đột quỵ não, người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ tử vong. Chỉ trong tích tắc, quyết định của bác sĩ có sức mạnh làm thay đổi tất cả. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài trong tình trạng rất nặng. Người bệnh có tên viết tắt là SJC, 58 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người bên trái, nói khó, méo miệng, huyết áp cao. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đột quỵ, liền sau đó cho kết quả khẩn cấp quy trình cấp cứu, phát hiện người bệnh bị nhồi máu não cấp. Bệnh nhân nhập viện đang trong thời gian vàng cấp cứu đột quỵ nên các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Đây là loại thuốc có tác dụng giúp tan cục máu đông. Sau một tiếng đồng hồ sử dụng thuốc, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện tốt. Ông có thể cử động được tay chân, tự ngồi được và nói chuyện lưu loát. Bác sĩ cảnh báo tăng huyết áp là bệnh lý nguy cơ hàng đầu gây bệnh đột quỵ. Tai biến này khiến cho người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong cao. Những người may mắn vượt qua nguy kịch cũng có nguy cơ chịu các di chứng về thần kinh, vận động. Vì bác sĩ chẩn đoán chính xác người bệnh đột quỵ mới xử lý nhanh chóng, tránh bệnh nhân bị dị tật suốt đời. Còn ba du khách sau đây thoát cửa tử nhờ tay nghề vững vàng, sự phối hợp nhịp nhàng và tình yêu thương của các chiến sĩ và người dân. Bơi ra biển trong lúc sóng to, dẫu vô cùng áp lực, nhưng với trái tim đầy yêu thương giữa người với người, gặp hoạn nạn thì chẳng ai có thể đứng yên. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa trao giấy khen cho đại quý Đinh Việt Hưng, cán bộ Công an xã Minh Châu, Công an huyện Vân Đồn, và hai công dân là anh Nguyễn Chí Tứ và anh Đinh Dương Thịnh, dũng cảm cứu ba du khách đuối nước khi tắm biển. 5 ngày trước, lực lượng công an xã Minh Châu tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch hè. Khi đi đến khu vực bãi tắm Robinson, nghe tiếng người dân kêu cứu có người bị đuối nước, đại quý Đinh Việt Hưng lập tức cùng hai người dân gần đó lao xuống biển, đưa ba người bị nạn lên bờ. Bằng kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ được tập huấn, đại quý Đinh Việt Hưng nhanh chóng sơ cấp cứu hô hấp nhân tạo và cứu sống được ba nạn nhân. Khu vực nhóm du khách bơi nước. Ở đây nước nông chỉ đến vùng ngực, nhưng thời điểm gió to, sóng biển cuốn mọi người ra xa, dẫn đến bị ngạt nước. Các anh như hiện thân của cái đẹp cần được lan tỏa trong cuộc sống, giúp sự sống của nhiều người được tiếp nối dài hơn. Sự nhanh nhạy của cụ bà sau đây giúp chính bản thân thoát nạn. Bà nghe cuộc điện thoại của kẻ giả mạo hù dọa liên quan đến vụ buôn bán ma túy, bắt chuyển gần 1 tỷ đồng để giải quyết vụ án. Thay vì tâm lý lo sợ làm theo kẻ gian thì bà lại vững tin vào công lý. Trưa qua, cụ bà có tên viết tắt là N, ngụ thị trấn Phú Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là Trung Quý, làm việc tại công an thành phố Hà Nội. Gọi điện đến thông báo vừa bắt giữ hai người buôn bán ma túy và rửa tiền. Hai người bị bắt khai bà có liên quan đến vụ án. Do đó, kẻ xưng là Trung Quý công an yêu cầu bà chuyển 900 triệu đồng vào tài khoản đối tượng này cung cấp để giải quyết vụ án. Nếu không liên quan đến vụ án thì được trả lại tiền. Kẻ giả danh này còn dặn dò bà không được tiết lộ vụ việc với người thân. Khi đến ngân hàng chuyển tiền, nếu giao dịch viên hỏi thì trả lời chuyển tiền cho con mua đất. Những tưởng kế hoạch lừa đảo thành công, kẻ giả mạo chỉ chờ đợi bà chuyển tiền để nhận và biến mất. Xong, bà nhanh trí đến trụ sở công an thị trấn Phú Châu trình báo sự việc. Công an đang điều tra xác minh vị trí kẻ lừa đảo. Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi của những kẻ phạm tội, trình báo ngay cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu lừa đảo xảy ra để tránh bị mất tài sản. Sự bình tĩnh của người dân góp phần quan trọng tránh mất tiền oan vào tay kẻ xấu. Còn với sự mưu trí tài tình của lực lượng công an, đến nay phá nhiều chuyên án thành công như đường dây mua bán các loại giấy tờ giả sau đây. Ai cũng nghĩ tiền có thể mua được cả những tấm bằng, mua được đường tương lai, nên thì nhau giao dịch mua bán. Nhưng sự thật thì không. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông thi hành quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với hai bị can liên quan đến việc mua bán sử dụng bằng giả.
Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng. Bước đầu xác định hai người này sử dụng mạng xã hội đăng quảng cáo làm các loại bằng cấp như trung cấp, cao đẳng, đại học, trung học phổ thông, chứng chỉ, giấy phép lái xe. Sau khi nhận thông tin và tiền từ những người có nhu cầu, đối tượng sử dụng máy tính, máy in, còn dấu giả để làm giả các loại giấy tờ giả, rồi gửi cho người nhận bằng nhiều dịch vụ chuyển phát. Công an khuyến cáo và đề nghị mỗi người dân cần phát huy tính tự giác, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Mọi người nói không với việc sản xuất, mua bán, sử dụng giấy tờ giả, nâng cao cảnh giác trước những nội dung chào mời, mua bán, không sử dụng các tài liệu giấy tờ giả cho bất kỳ mục đích gì, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.